Chào các em, vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình cùng học tiếng Hàn. Như thường lệ, tham gia hướng dẫn tiết học với chúng ta hôm nay có cô Yên Chi, là giáo viên của trung tâm Halo, sẽ đồng hành cùng các em. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 이엔지입니다. 반갑습니다. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai cấu trúc ngữ pháp, đó là tiểu từ Hako và đuôi câu thỉnh dụ Pipsita và Upsita. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin mời các em hãy nghe cô Yên Chi giới thiệu với chúng ta một số từ vựng liên quan đến bài học ngày hôm nay. Gá, su, cá su, kè, kè, cô, yang, y, cô, yang, y, khóa, il, khóa, il, na, mu, na, mu, thúng, mùi, thúng, mùi, thứ, ra, mà, thứ, ra, mà, tai, kỳ, tai, kỳ, xa, quả, phê, phê, mũ, trà, mũ, trà, son, mùi, son, mùi, xe, xe, phê, cụ, phê, cụ, chúc, cụ, chúc, cụ, bá, chì, party. Các em vừa được nghe cô Ly đọc và giới thiệu cho chúng ta một số từ vựng liên quan đến bài học của chúng ta ngày hôm nay và ý nghĩa của các từ vựng đó như sau. Ca su, ca sĩ, kè, con chó, cô yang nhỉ, con mèo, khoa il, hoa quả, na mù, cây, thung mùl, động vật, drama, phim truyền hình và ta kỳ là dâu tây, sa quả là quả táo, pe là quả lê, mô cha là cái mũ, son mùa quà tặng, xe con chim, pe khu bóng chuyền, chúc khu bóng đá và pa chi là cái quần. Cách sử dụng tiểu từ Hako có nghĩa là và hay là cùng nhau. Tiểu từ Hako có nghĩa là và hay là cùng nhau là tiểu từ đứng giữa hai hay nhiều danh từ chỉ vật hoặc là người hay là các đối tượng khác để nối hai hay nhiều danh từ này lại với nhau. Và các danh từ này cùng tham gia vào một hành vi hay là bị tác động bởi một động từ nào đó. Ý nghĩa trong tiếng Việt của tiểu từ này có nghĩa là và, với và cùng nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Các em cần lưu ý, tiểu từ Hako chỉ dùng để nối hai danh từ để tránh cái việc nhầm lẫn, cái việc sử dụng tiểu từ này. Vì trong tiếng Hàn thì có rất nhiều tiểu từ có ý nghĩa là và với. Và đối với Hako thì chỉ có, trong trường hợp này thì chỉ có ý nghĩa là và với thôi. Để rõ hơn về cách sử dụng của tiểu từ này, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một vài ví dụ như sau. 저는 어제 가게에서 빵하고 우유를 샀습니다. 어제 친구하고 도서관에서 공부했습니다. Vừa rồi thì cô Yên Chi đã đưa ra cho chúng ta hai ví dụ để chúng ta minh họa cho việc sử dụng tiểu từ Hako. Ở ví dụ thứ nhất có nghĩa là hôm qua tôi đã mua bánh mì và mua sữa ở cửa hàng. Ví dụ thứ hai là hôm qua tôi đã cùng bạn học ở thư viện. Đó là hai nội dung. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hai ví dụ như sau. Ở ví dụ thứ nhất đó là pang và uyu là hai danh từ. Và hai danh từ này được nối với nhau bởi tiểu từ Hako. Ở ví dụ thứ hai chúng ta cũng rất là dễ dàng nhận thấy đó là chinku. Chinku là danh từ và phía sau là Hako. Vậy thì lúc này chinku lại có ý nghĩa là với. Và ý nghĩa của câu là tôi đã học ở thư viện cùng với bạn vào ngày hôm qua. Đó là ý nghĩa của việc sử dụng tiểu từ này. Và sau đây để rõ hơn, chúng ta sẽ thực hành với cô Yên Chi một lần nữa bằng việc là xây dựng một vài ví dụ để minh họa cho bài học. 오늘 하고
내일은 학교에 가요. 사과하고 배를 좋아합니다. Vậy là ở trên cô Lee Eun Chi vừa mới nói với chúng ta rằng là hôm nay và ngày mai thì cô đến trường. Và câu thứ hai đó là cô thích táo và lê. Thì ở ví dụ thứ nhất đó là hôm nay và ngày mai, đó là hai danh từ. Hôm nay và ngày mai là hai danh từ được liên kết với nhau bởi tiểu từ hako. Thứ hai đó là sa qua và pe, cũng là hai danh từ để nói rằng hai danh từ này được nối với nhau bởi động từ hako ở phía giữa chúng. Các em thân mến, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Upsita và Pipsita là đuôi câu gắn sau thân động từ để tạo thành một câu đề nghị hay một lời yêu cầu với người có quan hệ thấp hơn và cách sử dụng như sau. Và các em chú ý là cách sử dụng đuôi câu này chỉ sử dụng với những người có vai vế, có tuổi hoặc là có mối quan hệ ngang bằng hoặc là thấp hơn chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng đuôi câu này đối với người lớn tuổi thì đó là một sự không lịch sự. Và trên thực tế thì hiện nay đuôi câu này cũng rất là ít được dùng, rất là ít được dùng. Và bây giờ chúng ta cứ đi tìm hiểu cái cách sử dụng nó đã. Khi động từ không có bắt chim thì ta dùng pipsida. Khi thân động từ có bắt chim thì ta dùng upsida. Và khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm tiên thì ta loại bỏ phụ âm đó và cộng thêm đuôi câu là pipsida. Để rõ hơn về cái việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp này, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ví dụ của bài học. Ví dụ thứ nhất, 우리 같이 영화를 봅시다. Chúng ta cùng đi xem phim nhé. Ở ví dụ này thì động từ 보다 không có 받침 nên ta sử dụng đuôi câu là 봅시다. Ở ví dụ thứ hai, 오늘은 같이 한국 음식을 먹읍시다. Hôm nay chúng ta cùng ăn món ăn Hàn Quốc nhé. Ở ví dụ này, động từ 먹다 có 받침. Chính vì vậy mà ta cộng thêm đuôi câu 읍시다. Để minh họa cho kiến thức của bài học ngày hôm nay, sau đây cô Yên Chi sẽ giới thiệu cho chúng ta một vài ví dụ để chúng ta khắc sâu hơn nữa nội dung cũng như là kiến thức của bài học chúng ta vừa tìm hiểu. 방에서 책을 읽읍시다. 내일 도서관에서 숙제합시다. 제주도를 여행합시다. Vâng, như vậy là cô Ly vừa thực hiện mẫu cho chúng ta ba mẫu ví dụ minh họa. Ở ví dụ thứ nhất là hãy đọc sách ở trong phòng. Ở ví dụ thứ hai là ngày mai chúng ta hãy cùng làm bài tập ở thư viện nhé. Và ở ví dụ thứ ba là chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch đảo Jeju nhé. Đó là ba ví dụ mà cô Yên Chi vừa giới thiệu cho chúng ta. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.